Vị trí này Mua mấy lạng? hai lạng Hơn 2 lạng. Gần 2 lạng. Có lãi không? Bán cắt ra bán được hơn 3 tỷ. Chặt bụi cái nẹp ở đầu ấy. Là chất đẹp. À, mà chất lượng như thế. Ngày xưa bọn anh làm một đảo tròn với đảo đình gì, đảo tròn là được nhiều đá lắm đấy. Đảo tròn thì đảo bộ ngày hàng số đá. Bọn anh làm cái xô sắt ngày xưa ấy. Nhiều đá. Từ cái bãi cây quân thì ông Khiêm biết không? Cái bãi mua bãi cây quân ấy, làm một cái bãi bạch đàn đấy, từ cái bãi đấy. Xưa tôi mua đất làm ở Ao Bèo thôi mà. Bảo được tôi cái năm đấm này bán mấy chục triệu mà ông bố tôi làm này. Với bọn Nam Huyền đây, một phòng đi Nam. Đấy, đấy như bao nhiêu hàng xi, hàng xiếc các thứ nhỉ? Tôi đào được viên bằng cái ấm này này, ông ấy à, nó thò ra đúng mỏm bằng cái đầu của ấy. Mẹ mấy ông chú nhà mình chui gõ. Gõ lòn là đúng cái con lên cái này là bám đấy rồi. Ôi đúng cái bãi cây quần luôn. À, ở cái quần đây, bên ngoài đảo tròn đấy nhỉ? Đấy. Ôi giời. À cũng đảo đấy à? Úi trời ơi, thơ đi khắp nơi. Từ hồi học cấp 2 thì ông biết đấy. Mà con bé thế mà mình làm viên đúng.